Rạng sáng ngày hôm nay, tức 16 tháng 1 năm 2024, Lionel Messi một lần nữa thâu tóm một danh hiệu cao quý. Và như điều thường lệ hay diễn ra sau bất cứ lễ trao giải nào, những cuộc tranh luận, cãi vã về sự xứng đáng của người đoạt giải có thực sự xứng đáng. Theo kết quả bỏ phiếu, M10 đã vượt qua hai cái tên trẻ triển vọng khác của bóng đá thế giới là Erling Haaland và Mbappe để giành giải thưởng FIFA The Best lần thứ 3 trong sự nghiệp. Trước đó là vào các năm 2019 và 2022. Nhiều người cho rằng hiệu ứng World Cup 2022 giúp Messi giành lợi thế hơn so với những ứng viên còn lại. Đặc biệt nó còn đem lại một sự bất công cho Erling Haaland, người đã có một giải thi đấu xuất sắc cùng Man City, tiêu biểu là thành tích 52 bàn thắng trong một mùa giải, cùng với đó là cú ăn ba lịch sử cùng The Citizens. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu FIFA đã quá ưu ái Messi và liệu giải thưởng FIFA The Best có thực sự uy tín. Cùng với quả bóng vàng, FIFA The Best là giải thưởng cá nhân nhằm vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc sau một năm thi đấu. Ngay sau khi nhậm chức chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã cắt đứt mối quan hệ với France Football. Điều này dẫn đến sự ra đời của FIFA The Best. Lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức là vào năm 2017 và những thành tích được ghi nhận để đánh giá được tính trong một năm dương lịch. Cristiano Ronaldo là người đầu tiên giành được giải thưởng này. Không chỉ các cầu thủ nam, cả những cầu thủ nữ cũng được vinh danh trong lễ trao giải này. Người chiến thắng sẽ được quyết định dựa trên số phiếu bầu của một hội đồng quốc tế, bao gồm huấn luyện viên và đội trưởng của tất cả các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nam và nữ, một nhà báo chuyên nghiệp đến từ một quốc gia. Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể bầu chọn trực tiếp trên trang chủ FIFA. Tuy mới chỉ ra đời chưa được 10 năm, nhưng giải thưởng này đã tạo ra nhiều điều đáng e ngại trong suốt những năm qua. Nổi bật nhất là vào năm 2019, người đoạt giải lần ấy cũng là Lionel Messi. Nhưng điều đáng lưu tâm ở đây là một vài đội trưởng khẳng định mình không hề bầu chọn cho M10, mặc dù kết quả công bố lại ghi nhận là có. Cụ thể, sau lễ trao giải FIFA The Best 2019 diễn ra tại Milan, nhiều huấn luyện viên và đội trưởng của các đội tuyển quốc gia đã tố cáo FIFA gian lận phiếu bầu để Messi thắng giải. Nhiều người còn cho rằng Messi không xứng đáng bằng Virgil van Dijk ở hạng mục này. Người đầu tiên lên tố cáo FIFA là Jaco Lugarusic, huấn luyện viên trưởng của Sudan thời điểm đó. Ông biết mình bầu chọn cho Mohamed Salah ở vị trí cao nhất, nhưng kết quả ban tổ chức đưa ra lại là Messi. Tôi thậm chí không bầu cho Messi, tôi chọn Salah số 1, Mane số 2, rồi cuối cùng mới đến Kylian Mbappe. Juan Barrera, đội trưởng đội tuyển Nicaragua cũng lên tiếng trên trang cá nhân. Tôi không bầu chọn bất cứ hạng mục nào ở The Best 2019, vì thế kết quả lá phiếu của tôi là giả mạo. Năm ngoái tôi bỏ phiếu cho Messi, năm nay thì không. Ngoài ra, FIFA cũng có những hành động rất mờ ám khi không công khai phiếu bầu của huấn luyện viên và đội trưởng đội tuyển Ai Cập. Cho đến năm 2020, một lần nữa giải thưởng FIFA The Best gây tranh cãi khi trong danh sách rút gọn không hề có tên của Neymar, mặc cho siêu sao người Brazil đã có một năm thi đấu xuất sắc cùng PSG. Khi kết thúc mùa giải, Neymar đã cùng với đội bóng thành Paris giành cú ăn ba quốc nội, gồm vô địch Ligue 1, cúp quốc gia Pháp và cúp Liên đoàn Pháp. Ngoài ra, siêu sao người Brazil còn góp công rất lớn trong việc dẫn dắt câu lạc bộ tiến đến trận chung kết Champions League. Trong suốt những chiến công đó, Neymar đóng góp 19 bàn thắng và 12 kiến tạo sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đáng chú ý là Messi lại xuất hiện trong danh sách rút gọn, trong khi mà mùa giải năm đó Pulga không giành được danh hiệu tập thể nào đáng kể cùng Barca, ngoại trừ thành tích ghi bàn ấn tượng với 31 bàn thắng, 27 đường kiến tạo sau 44 lần ra sân. Chính Neymar cũng đã phải đăng tải những dòng trạng thái để thể hiện cảm xúc bất bình của mình. Trong đó có một dòng trạng thái trên Twitter với hàm ý mỉa mai: "Kể từ khi không còn chơi quần vợt, tôi đã chuyển sang chơi quần vợt." Ngay sau đó 6 phút là một dòng trạng thái khác: "Tôi bỏ bóng rổ rồi, giờ tôi là game thủ." Hàm ý của Neymar rất rõ ràng, anh tự tin với những gì mình thể hiện trong năm đó có thể giúp mình có mặt trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất. Sự vắng mặt của siêu sao người Brazil không khác gì một sự sỉ nhục và coi thường thành tích của anh trong một giải đó. Điều này sẽ hợp lý nếu như Neymar không phải là một cầu thủ bóng đá, nhưng cuối cùng nó đã thực sự xảy ra và trở thành một bê bối khó quên trong lịch sử của FIFA The Best. Các giải FIFA The Best từ trước năm 2020 đều từ khoảng tháng 7 năm nay đến tháng 7 năm sau. Đến thời điểm 2020, thời gian ghi nhận thành tích đã được nới rộng lên từ tháng 7 năm 2019 đến 7 tháng 10 năm 2020, giải thưởng được trao vào cuối năm đó. Đến giải thưởng FIFA The Best 2021, thời gian được rút ngắn xuống để quay trở lại với nếp cũ. Thời gian hiệu lực từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Thế nhưng sang đến năm 2022, thời gian lại một lần nữa thay đổi. Thời gian ghi nhận đã chuyển từ tháng 8 năm 2021 đến tận gần cuối tháng 12 năm 2022, nghĩa là người nhận được giải thưởng này có khoảng một năm rưỡi để phấn đấu, dài hơn những năm còn lại. Lý do cho việc thời gian được kéo dài ra một cách bất thường như thế là bởi vì kỳ World Cup năm đó được tổ chức vào mùa đông ở Qatar và giải thưởng năm ngoái được kéo dài ra để bao gồm luôn cả giải đấu này. Lý do đó tương đối hợp lý, vì thế nên không ai có nhiều ý kiến. Và dĩ nhiên, với thành tích vang dội của mình tại World Cup, Leo Messi đã giành được giải thưởng này vào ngày 12 tháng 1 năm ngoái. Như vậy, nếu xét về thời gian hiệu lực, Messi đã nhận được giải thưởng xứng đáng với thành tích của anh trong năm ngoái rồi. Chuyện Messi nhận được giải thưởng năm nay xem ra rất khó để người ta không dị nghị.
Giải thưởng của Messi có lẽ không đến từ việc anh xứng đáng hay không, mà nó đến từ sự khuất phục của các đội trưởng nhiều hơn. Messi hơn Haaland 5 điểm hiệu số phụ. Trong khi Haaland có 11 điểm quy đổi từ các đội trưởng bầu vào vị trí số 1 với 64 người, thì Messi có 13 điểm từ 107 người. Trong số những đội trưởng bầu cho Messi ở vị trí số 1, thì có 13 người đang thi đấu ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, hoặc đều là đối thủ từng chạm trán với anh, trừ Romelu Lukaku. Đáng chú ý, hai cựu đồng đội của Messi tại PSG gồm Kylian Mbappe và Gianluigi Donnarumma đã bỏ phiếu cho anh ở vị trí số 1. Bên cạnh đó, những cái tên như Mohamed Salah, Harry Kane, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk, những cầu thủ từng nhiều lần đối đầu với Haaland cũng đều xếp Messi ở vị trí số 1 như một sự ngầm thừa nhận. Trong giải thưởng năm nay, ngoài câu chuyện drama Messi nhận giải FIFA The Best, thì có một câu chuyện thậm chí còn nóng chẳng kém, đó chính là bằng một cách nào đó, người đứng vị trí thứ 6 nếu xét về mặt bình chọn là Rodri bỗng nhiên biến mất khỏi đội hình tiêu biểu của giải. Đây là một sự bất công không hề nhỏ cho những đóng góp và thành tích của Rodri. Tiền vệ của Man City thậm chí còn được xem xét lọt vào top 3 những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá thế giới. Rodri trải qua năm 2023 cực kỳ thành công. Anh chơi 67 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, giành 6 danh hiệu trong khi thua đúng 4 trận đấu. Chân truyền 27 tuổi là cầu thủ hay nhất trận chung kết Champions League, cầu thủ xuất sắc nhất Champions League, FIFA Club World Cup và vòng chung kết UEFA Nations League. Tuy nhiên, Rodri vẫn bị loại khỏi đội hình hay nhất năm của FIFA Pro kể từ khi FIFA cho ra mắt đội hình 3-3-4 nhét đầy những siêu sao tấn công vào sân, thì tính cân bằng chưa bao giờ là điều được đảm bảo. Những đóng góp của Rodri không dừng lại ở những thành tích của đội bóng, mà nó còn hiện thực hóa bằng những khoảnh khắc. Nếu không có bàn thắng của Rodri, có lẽ Man City đã gặp muôn vàn khó khăn trước Inter tại chung kết Champions League rồi. Rodri không nằm trong top 3 đã khó hiểu. Việc anh không nằm trong đội hình của năm thậm chí còn khó hiểu hơn. Chính nó sẽ khiến giải thưởng FIFA The Best một lần nữa không còn là giải thưởng uy tín như trước nữa. Nhưng FIFA The Best không chỉ có những tranh cãi. Một phần nào đó, giải thưởng của FIFA đã hoàn thành sứ mệnh của nó. 2020 là một năm mà nhiều người không thể quên được khi mà đại dịch Covid-19 hoành hành. Thế nhưng không vì thế mà giải thưởng này không thể trao cho người xứng đáng nhất. Đó chính là Robert Lewandowski. Anh trải qua một mùa giải phi thường khi cùng Bayern Munich đoạt cúp ba gồm Champions League, Bundesliga và DFB Pokal. Đó cũng là một giải thưởng bù vô cùng xứng đáng cho Lewandowski khi mà quả bóng vàng năm đó bị hủy. Một năm sau đó, 2021, Lewandowski tiếp tục giành thêm giải thưởng này bằng một chiến thắng thuyết phục trước Leo Messi như để khẳng định bản thân mình. 2022, Messi cũng giành được FIFA The Best vì chức vô địch World Cup. Có thể nói kể từ lúc FIFA The Best mở rộng cho đại chúng bình chọn hơn, mọi thứ sẽ gây tranh cãi nhiều hơn. Còn về tính minh bạch, có lẽ tự bản thân việc công khai phiếu cũng đã nói lên rất nhiều điều rồi. Vấn đề giờ đây là các cầu thủ có dám bầu theo sở thích của mình hay sẽ phải chịu chi phối bởi những yếu tố truyền thông cũng như tài chính hay không thôi.